Ngươi là ai? Bảo vệ đại nhân! Cứu ta với! Cứu ta với! Phủ Khai Phong, mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, lại một ngày nữa, kẻ bắt cóc vẫn chưa có động tĩnh gì hết. Rốt cuộc là có ý gì đây? Triển hộ vệ, có thuộc hạ. Ở hiện trường không có manh mối gì sao? Bẩm đại nhân, có một người mang đến một cái quan tài, đó là giao cho Triển đại nhân. Phủ Khai Phong, Bạch huynh, sao hôm nay huynh rảnh rỗi vậy? Ta không rảnh rỗi đâu. Ta nghe nói có một vị quan nào đó bị người ta bắt cóc tại khu vực do Bao đại nhân và Ngự Tiền Đới Đao hộ vệ tứ phẩm quản lý, là huynh. Không có bằng chứng huynh đừng vu oan ta đi. Ta nể tình chúng ta đã từng quen biết, tới báo tin cho huynh thôi. Vị quan đó, Bạch huynh, mời tránh ra. Đừng gấp, để ta đưa vào trong cho huynh. Giờ tí tối nay vẫn bình thường tới đồi thập lý để trao đổi. Bách Ngọc Đường, mau chuẩn bị đi. Giờ tí tối nay vẫn bình thường tới đồi thập lý để trao đổi. Bình thường sắp được ra tù. Nếu người bắt cóc ngự sử đại nhân là bạn của ông ấy thì tội sẽ rất nặng. Còn nếu không phải là bạn mà là kẻ thù thì sẽ giống như đưa người vào hang cọp. Huống chi bây giờ ông ấy như ngọn đèn trước gió. Công tôn tiên sinh, tiên sinh thấy sao? Đồi thập lý. Người mà ta cần đâu? Ngự sử đại nhân đâu? Sao không cởi trói cho Lý đại nhân trước? Cởi trói trước, ta còn có cơ hội thoát thân không? Bao đại nhân, ngài hãy đẩy người mà ta cần tới chính giữa, chúng ta sẽ tự dẫn người mà chúng ta cần. Trương Long Triệu Hổ, có.
Dương triều Mã Hán có. Cha, 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 trời rất lạnh. Sao cha không mặc áo khoác bông? Áo khoác bông nào chứ? Ông không phải cha ta. Ông không phải cha ta. Các ngươi lại gạt ta. Mau bắt hắn lại. Dạ. Không có ai là người tốt. Phải cứu Lý đại nhân trước. Đi. Đại nhân coi chừng. Đi mau. Ta phải giết chết họ. Chẳng lẽ người không muốn gặp cha ngươi sao? Đi. Triển chiêu, muốn tìm ngự sử đại nhân thì theo ta. Các đệ đuổi theo bọn bắt cóc. Dạ. Bà chủ, sao bà thích ra ngoài hái hoa vào giờ này vậy? Sáng hái không được sao? Ngươi hiểu cái gì? Vào giờ này hoa được thấm sương đêm, màu sắc tươi rói. Nếu như chờ mặt trời mọc, màu sắc không còn đẹp nữa. Ta không thể nhìn ra. Xin hỏi có thấy một người bịt mặt đi ngang hướng này không? Không thấy. Hai vị cẩn thận nhé. Nếu như gặp hắn lập tức la lên. Dạ. Đa tạ đại nhân. Ở đâu vậy? Nhát gan quá đi. Một người to con lớn xác như người thấy con sâu mà cũng sợ hãi la lên. Coi ngươi kìa, hoa mới hái được, ngươi làm dập hết rồi. Về nhà sớm đi. Bà chủ, mau lấy cái giỏ lên cho ta. Chúng ta qua bên kia hái hoa tiếp. Đi thôi. Đi mau.
Bà chủ, rốt cuộc lúc nãy xảy ra chuyện gì? Người đúng là kẻ ngu ngốc. Đứng trước mặt người ta báo quan, ngươi không sợ sau khi hắn ra tù sẽ gây rắc rối cho ngươi sao? Người trong giang hồ không nên đụng vào. Vậy chúng ta có thể cứu hắn. Cứu hắn thì sẽ làm kẻ thù với quan phủ, với lại mời thần dễ tiễn thần khó. Đừng bận tâm chuyện này nữa. Bạch huynh, huynh đã giấu Lý đại nhân ở chỗ nào? Kẻ bắt cóc đó rốt cuộc là ai mà bạch huynh phải ra sức bảo vệ? Huynh không thả bình thường ra, ta không nói cho huynh biết chuyện gì hết. Bình thường có quan hệ gì với huynh? Là bạn, thật không? Bạch Ngọc Đường ta không cần gạt huynh. Như vậy tức là bạch huynh đã uổng công tốn sức rồi. Ngày 10 tháng sau bình thường sẽ được ra tù, thật không? Tiễn mổ cũng không cần gạt huynh. Lại đó, hai vị à, ta là bà chủ của phường Nhuộm Phượng Nghi, ta mới hái qua về. Đúng, bọn ta mới hái qua về. Các người đi đi. Đa tạ. Chủ tử, chúng ta vào nhà đi. Phường Nhuộm Phượng Nghi. Bạch huynh, người bị thương ở đồi thập lý có quan hệ gì với bình thường? Không phải là chuyện của huynh. Sao không phải là chuyện của ta? Ngự sử đại nhân đâu? Đã đưa về phủ khai phong cho huynh rồi. Con mèo như huynh cũng không lợi hại lắm. Ta thấy huynh thật thà thì dư, thông minh không đủ. Huynh, Bạch Ngọc Đường, nói rõ ràng đi, đừng theo ta. Nếu như tiểu tử đó có chuyện gì, ta không tha cho huynh đâu. Triển hộ vệ, tìm thấy người sử đại nhân chưa? Dạ chưa. Triển hộ vệ, huynh đã tìm thấy chưa? Triển hộ vệ, công lực của con chuột lông trắng đó vô cùng đáng gờm. Mọi người vất vả một ngày một đêm mới lấy được quan tài từ trên tường xuống dưới đất. Không biết quan tài này được làm bằng gỗ gì mà rất nặng. Đứng lại, để xuống đi. Mở dây thừng ra. Dạ. Triển hộ vệ, coi bộ bọn họ đúng là muốn cứu người, không muốn làm người khác bị thương. Đỡ ngự sử đại nhân vậy. Dạ. Triển hộ vệ, sáng nay Bao đại nhân đã vào triều báo tin thi thể của Lý đại nhân đã được đưa về phủ Trung Thừa. Rốt cuộc tại sao mà chết? Thuốc mê quá liều, cộng thêm ở trong quan tài quá lâu, tắc thở mà chết. Triển hộ vệ,
Triển Chiêu, huynh dám ra tay độc ác như vậy? Bạch Ngọc Đường, người đã trả cho huynh rồi, sao huynh vẫn không tha cho tiểu tử đó? Trả ta. Bạch Ngọc Đường, Triển mổ trước giờ luôn coi huynh là một hảo hán, tại sao huynh lại giết người vô tội? Huynh làm sao xứng đáng làm hảo hán hiệp nghĩa giang hồ chứ? Ta không xứng, huynh xứng à? Huynh ra tay với tiểu tử đó rất tàn độc, huynh có hiệp khí lắm sao? Hắn cũng giống như huynh, đều là hung thủ giết người, nhưng hôm qua đã để hắn chạy thoát. Cậu ta không ở trong tay huynh, Triển mổ sẽ không tha cho hắn. Bạch Ngọc Đường, huynh đừng làm bộ làm tịch, huynh mưu hại ngự sử đương triều, khó thoát tội chết. Khoan đã, không thể nào. Hôm qua ta để ông ta vào quan tài, ông ta còn sống. Thuốc mê quá liều, ở trong quan tài quá lâu, tắt thở mà chết. Triển Chiêu, người làm bộ làm tịch là huynh. Huynh đừng nghĩ rằng huynh đổ tất cả tội lỗi lên đầu ta, lương tâm huynh sẽ yên ổn. Huynh nói bậy gì thế? Chiều hôm qua ta mang quan tài tới, tới chừng nào huynh mở nắp quan tài? Huynh tự hỏi mình đi, nếu như huynh cảnh giác một chút, nếu huynh mở nắp quan tài sớm hơn, ông ta có chết không? Ta giao cho huynh người sống, nhưng lại chết trong phủ Khai Phong. Ta muốn hỏi huynh, ông ta chết trong tay ta hay chết trong tay huynh? Muốn bắt hung thủ thì nên bắt huynh hay bắt ta? Ta khinh. Phu nhân đừng buồn nữa. Đa tạ Bao đại nhân đã tới chia buồn. Hy vọng hung thủ đó sớm bị Bao đại nhân bắt, để an ủi vong linh của phu quân ta. Đối với một người tốt như Lý đại nhân, chết thảm như vậy thật là đáng tiếc. Mất đi một vị quan tốt luôn hết lòng vì dân, đối với bá tánh thiên hạ mà nói là điều không may. Có thể mời. Quan tài được đưa vào phủ Khai Phong một ngày, nhưng không ai phát hiện Lý đại nhân nằm trong quan tài. Lỗi của Bao Chẩn, Bao Chẩn xin lỗi. Không, không. Nếu như hôm đó phủ Khai Phong không lo chuẩn bị đổi người cứu người, thì làm sao xảy ra chuyện không may này? Kẻ bắt cóc quá gian xảo. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Có chừng có độc. Hôm xảy ra vụ án, Ngộ Tác khám nghiệm, móng tay chưa chuyển sang màu đen. Coi bộ nguyên nhân tử vong vẫn chưa tìm ra. Đại nhân, thế nào? Ngộ Tác nói rằng lục tạng ngũ phủ của Lý đại nhân và cơ thịt toàn thân đều bị thối rửa thành nước, còn ngón tay chuyển sang màu đen, từng bị kim châm, chứng tỏ ngày ấy trúng độc. Đáng ghét, không ngờ bọn họ độc ác như vậy. Công tôn tiên sinh, có điều tra ra là loại độc nào không? Ta chưa từng gặp. Điều này có lẽ chỉ có Bạch Ngọc Đường biết rõ.
Không thể nào. Bạch Ngọc Đường là người hiệp nghĩa, chắc chắn không dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Bạch Ngọc Đường không làm vậy. Nhưng còn kẻ bịt mặt thì sao? Chính vì Bạch Ngọc Đường rất hào hiệp trượng nghĩa nên dễ bị người ta gạt. Đọc ở trong người Lý Đại Nhân, ta đã tra sách nhưng không thấy, chứng tỏ đây là độc do người trong giang hồ bào chế. Như vậy chúng ta phải điều tra người trong giang hồ. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Đi đi. Dạ. Trời lạnh, nhớ mặc thêm y phục. Dạ. Trời rất lạnh, sao cha không mặc áo khoác bông? Cơm đi. Triển đại nhân. Trong cơm có độc. Ngươi chạy đâu? Nếu như tiểu tử đó tới trị vết thương, ông nhất định phải kêu hắn tới Tiêu Tiểu Lâu tìm ta. Được, Bạch Ngũ Gia. Bạch Ngọc Đường, hắn là người muốn giết bình thường. Cơ bộ của người không muốn bình thường sống sót ra tù. Đúng vậy, Tiểu Mỗ mời Bạch Quynh về phủ Khai Phong một chuyến. Ta nói rồi, Lý Đại Nhân chết trong tay các ngươi. Không, Ngũ Tác vừa mới nghiệm thi, Lý Đại Nhân chết bởi loại độc đặc biệt. Nhưng mà Tiểu Mỗ tin rằng Bạch Quynh là người lỗi lạc, không ra tay tàn độc như vậy. Cậu ta cũng không. Chuyện này ta nhất định điều tra ra đầu đuôi ngọn ngành. Cáo từ, khoan đã. Triển Mỗ phải làm tròn trách nhiệm. Hôm nay Triển Mỗ phải mời Bạch Quynh về phủ một chuyến. Vậy thì phải coi thử Quynh có đánh bại ta không. Lão Ngũ, để đang làm gì vậy? Quynh đi đi, để người ta nói chúng ta ỷ đông hiếp yếu. Trước giờ Triển Mỗ rất kính trọng Hãm Công Đảo Ngũ Nghĩa. Nếu điều tra ra vụ án của Lý Đại Nhân có liên quan tới các vị, cho dù Triển Mỗ có liều mạng thì cũng phải bắt các vị về quy án. Sao hôm nay mạnh miệng dữ vậy? Dám uy hiếp bọn ta sao? Lão Ngũ, Lão Ngũ, Nhị ca, Tam ca, hai huynh tìm Bình Kiếm Thu cho đệ trước. Tối nay ở trong đại lao có thể có người ra tay với cha cậu ta, để không yên tâm.
Bà chủ, lúc nãy cháu ở phương xa của bà tới đây. Tới đây. Nó đã đi rồi sao? Hắn nói hắn tới tiêu cục. Sao người có thể để nó đi? Tới tiêu cục nào vậy? Mắng mắng mắng. Ai biết bà mắng ai? Tự mắng mình đi. Không có manh mối gì hết. Biết đi đâu tìm người đây? Nói nhảm. Có manh mối thì cần chúng ta tìm không? Nói vậy Quỳnh có cách rồi à? Không có. Ai ám sát ta? Ai ám sát ta? Tam ca, có chuyện gì vậy? Để bị người ta bắn vào mông. Đây này, làm gì có, tự nhiên la lối om sòm. Chỗ này nè, để chạy ra ngoài làm gì? Phải rồi, Quynh nhìn thấy bình kiếm thu. Kiếm thu ở đâu? Ở bên này. Đây là cái cột mà. Tam ca, rốt cuộc Quynh có nhìn thấy không? Rõ ràng Quynh nhìn thấy hắn. Hắn. Tam ca, lão Tam. Kiếm thu. Kiếm thu. Còn có sao không? Tại sao? Tại sao đối xử với con như vậy? Con dốc sức làm việc chỉ để trở thành một anh hùng hảo hán giống như cha con. Tại sao họ lại nhẫn tâm đuổi con đi chứ? Tại sao? Kiếm thù. Con coi vết thương bị rách rồi. Con biết bọn họ thấy con không cha không mẹ nên ức hiếp con. Bọn họ thấy con không cha không mẹ nên ức hiếp. Kiếm thù đừng nói nữa, chúng ta về nhà đi. Con coi kìa, về thôi. Từ năm 7 tuổi con đã không có nhà. Từ năm 7 tuổi con đã không có nhà. Sau này phường nhuộm chính là nhà của con. Theo ta về. Nghe lời ta, theo ta về đi. Cái gì? Cô làm người của hãm không đảo bị thương. Yên tâm đi, chuyện này ta tự giải quyết. Nếu như không gì hết cách, ta cũng không muốn đắc tội với họ. Phong qua, gần đây tiêu cục vận chuyển một lô cống phẩm vào kinh cho quan gia. Ta không muốn xảy ra chuyện vào lúc này. Đã nghe ngóng được bình thường khi nào ra tù chưa? Ông ta ngồi tù 13 năm rồi, ra tù cũng không sống được bao lâu. Sao không? Mối thù giết chồng, sao có thể không báo? Hắn phá nát gia đình ta. Ta muốn cha con họ cũng đau đớn khổ sở giống như ta, không bao giờ được gặp lại nhau. Có điều ta không ngờ bao hắc tử nhiều chuyện như vậy, dám thả hắn ra trước thời hạn. Cha con đoàn tụ, ta sẽ không để bọn họ tội nguyện.
Đại phu, đại phu, ông nói gì đi chứ? Mời 10 đại phu tới, không có ích gì hết. Hay là đưa về hãm công đảo để đại tẩu khám thử đi, e rằng không kịp đâu. Đây ý đệ là sao? Tam ca nói nhìn thấy kiếm thu mới đi ra ngoài, có đúng không? Ý đệ là, nếu như đệ đoán không sai, tam ca vì cứu kiếm thu nên mới bị kim đâm. Có thể như vậy. Hôm ngự sử bị bắt cóc, kiếm thu chỉ dùng thuốc mê thôi. Tại sao Triển Chiêu nói ông ấy trúng độc mà chết? Có thể độc mà tam ca trúng cũng là độc mà ngự sử đã trúng. Như vậy tức là có người giở trò. Người mà đệ và Triển Chiêu đuổi theo hôm đó đã liều chết xông vào phủ Khai Phong để giết chết Bình Thường. Đệ nghi ngờ người muốn giết cha con Bình Thường là cùng một người. Tới bây giờ đệ vẫn không nghĩ ra, sau khi ngự sử bị bắt cóc, không có người nào lại gần, làm sao ra tay được? Chắc chắn đệ phải xông vào phủ Khai Phong một chuyến, tra rõ mọi chuyện. Phủ Khai Phong. Công tôn tiên sinh, Triển Hồi Vệ, cậu qua đây xem này. Trong hỗn hợp nước máu này chủ yếu là tinh chất của anh Túc. Nó làm người ta hôn mê, không làm người ta chết. Còn cái thứ sáng bóng này không biết là thứ gì, rất có thể độc tạo ra từ thứ này. Tại sao thứ này làm thịt người thối rửa thành nước nhưng không làm hư giải? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Có chuyện gì vậy? Triển Hồi Vệ, mau. Dạ. Ta đã hiểu rồi. Triển Hồi Vệ, hôm đó khi cậu đỡ Lý đại nhân ra khỏi quan tài, cả người đổ mồ hôi, giữa mùa đông lạnh giá, tại sao đổ nhiều mồ hôi như vậy? Trong người nóng bức dẫn đến trúng độc. Đúng vậy. Thông thường quan tài rất ít khi dùng đệm lông dê để lót. Hôm đó Lý đại nhân nằm trong quan tài chính là vì điểm lông dê làm cho ông ấy nóng bức trúng độc mà chết. Không thể ngờ Bạch Ngọc Đường cũng bị lừa gạt. Tìm được người bán quan tài sẽ tìm được hung thủ. Bạch huynh, huynh đã nghe rõ rồi. Thank you.
có chân. Triển hồi vệ, quả nhiên giống loại độc Lý đại nhân đã trúng. Người đầu độc giết bình thường lần trước cũng là người này. Như vậy xem ra người này là kẻ thù của bình thường, bắt cóc Lý đại nhân để đổi lấy bình thường, nhằm tước đoạt tính mạng của bình thường. Có điều kỳ lạ, người bịt mặt này và người bịt mặt ở đồi thập lý không giống nhau. Hơn nữa hôm đó người bắt cóc Lý đại nhân đã bị thương rất nặng, không thể nào hồi phục nhanh như vậy. Vị ca, sao rồi? Người trong giang hồ chưa từng nghe loại độc này. Quỳnh đã nhờ người đưa thư về hãm không đảo, có lẽ sẽ có cách, không để Quỳnh ấy đổ mồ hôi kéo dài lâu được. Đây, khách quan, ta mang nước trà cho khách quan. Vào đi. Có chuyện gì? Khách quan, lúc nãy dưới lầu có một vị khách, không biết bị sao đột ngột ngất xỉu giống như người này vậy. Đi. Bị sao vậy? Sao tự nhiên ngất xỉu, mặt đỏ bừng bừng, không biết là bị sao nữa. Lạ quá. Mặt đỏ bừng bừng như Tam ca vậy. Đúng, đỏ y chang luôn. Có thể cho tại hạ coi thử. Tại hạ biết chút y thuật. Chết rồi, hắn đã bị trúng độc. Con cứu được không? Tiểu nhị, cho ta một chén rượu trắng. Rượu, mau. Mau đưa rượu cho ta. Đa tạ. Tỉnh rồi kìa. Tỉnh rồi, lợi hại quá. Tốt quá rồi, cứu được người rồi. Được rồi, không sao đâu. Đại phu giỏi quá. Quỳnh đi xin thuốc. Quỳnh không thấy rất trùng hợp sao? Cứu người quan trọng hơn, Quỳnh nhất định phải xin được thuốc. Quỳnh đài gì ơi, đứng lại. Vị Quỳnh đài này, ta có một vị Quỳnh đệ cũng bị thương, tới bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Triệu chứng giống y chang người lúc nãy sao? Đúng vậy. Vậy thì tiêu rồi. Thuốc giải vô cùng quý hiếm, tại hạ ra ngoài chỉ mang thêm một gói, lúc nãy đã dùng hết rồi. Ta phải làm sao đây chứ? Mau về nhà lấy đi. Nhà ta ở bờ biển Động Đình, sợ rằng quay lại không kịp. Mạng người quan trọng, tại hạ lập tức xuống núi coi thử có tìm được những loại thuốc tại hạ cần không. Hai người hãy chăm sóc hắn thật tốt, nhớ kỹ tuyệt đối không được để hắn đổ mồ hôi. Được, đa tạ huynh đài. Lời hắn nói giống y chang lời Công Tôn Sách nói. Phường giải nghĩa gia. Bạch Quynh, tiểu mổ chỉ muốn hỏi Bạch Quynh một chuyện. Quan tài của ngự sử đại nhân, quan tài do ta đặt mua, không liên quan người bịt mặt. Tiểu mổ muốn biết Bạch Quynh đặt mua quan tài ở đâu. Tiệm quan tài Nguyên Phong. Tiệm quan tài Nguyên Phong. Mau lên, khách quan mời vào trong. Là ngài sao? Có một vụ làm ăn lớn, muốn làm phiền ông chủ đi một chuyến. Được, được, ngài chờ một lát. Ta dặn dò người làm của ta một tiếng. Ta nghĩ chúng ta nên về nhà đi. Đã tìm nửa ngày rồi, vẫn chưa tìm được. Chúng ta mau về đi.
Chúng ta đi thôi. Được, xin mời. Trời ơi, hai chúng ta ngu ngốc quá, không hỏi đại phu đó thử coi là thuốc gì, có cướp cũng phải cướp về bằng được. Nếu như hiệu thuốc có, chẳng lẽ hắn không biết? Cho dù đi tìm, ba người đi tìm sẽ nhanh hơn. Cho dù chúng ta biết mấy loại thuốc đó, nó nhận ra huynh, huynh nhận ra nó không? Đây, cho dù không tìm thấy, cũng tốt hơn là ở đây chờ chết. Để mau nghĩ cách đi chứ. Được rồi, huynh đừng ồn ào nữa được không? Huynh, để đã mệt lắm rồi. Bây giờ Tam ca nằm yên một chỗ, kiếm thu không rõ tung tích. Khách quan, Bạch đại phu, không phải chuyện của người, ra ngoài đi. Dạ, mau cho hắn uống. Quỳnh bị sao vậy? Tại hạ vì muốn hái thuốc mà ngã từ vách núi xuống, bị thương ở chân. Để ta coi thử. Không cần. Quỳnh đài, Quỳnh quên tại hạ là đại phu sao? Chỉ là vì muốn sát thuốc cứu người nên không kịp trị thương cho mình thôi, không sao đâu. Quỳnh đài trượng nghĩa cứu giúp, Bạch Ngọc Đường không có gì báo đáp. Cẩm mau thử Bạch Ngọc Đường. Tại hạ phong dân, từ lâu nghe danh ngũ nghĩa hãm không đảo. Còn hai vị này là... Vị này là nhị ca ta, triệt địa thử hàng chương. Đây là lão tam xuyên sân thử từ Khánh. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đầy nặng thật đó lão tam. Sao hai người nhìn ta chằm chằm vậy? Lạnh như vậy mà không đắp mền cho ta. Thật sự không hiểu nổi. Để đi tìm tiểu nhị. Này, huynh nằm xuống đi. Lão tam, tính mạng này của đệ cứu về được là tốt lắm rồi. Hát xì một cái có sao đâu. Mẹ đệ không ở đây, đệ làm nũng cái gì chứ? Huynh, có phải huynh bị người ta ám sát không? Đệ nhớ ra rồi à? Tam ca, người ta vì muốn cứu huynh mà bị thương, đa tạ người ta đi. Đa tạ. Đa tạ. Nói đa tạ ngại muốn chết. Như vậy đi, huynh đài, nếu như sau này huynh gặp chuyện gì, Từ Khánh ta sẵn sàng giúp đỡ. Huynh đài, phong dân hành y nhiều năm, lời này nghe đã nhiều rồi. Có điều người giữ được lời hứa chỉ có mấy người thôi. Ý huynh là bọn ta? Ý tại hạ là phong dân chỉ muốn cứu người, không mong đền đáp. Với lại ngũ nghĩa hãm không đảo đều là người giữ lời hứa. Những lời các huynh đã nói ra tại hạ đều coi là thật. Chỉ sợ sau này các huynh sẽ khó xử. Huynh, được. Đây là tín vật của hãm không đảo, huynh hãy cất nó đi. Tam ca, huynh đã cứu sống ta. Sau này nếu huynh gặp phải khó khăn gì, bọn ta sẽ cố gắng hết sức. Nếu như nuốt lời chắc chắn sẽ bị sét đánh. Ông, ta nói rồi, sau khi ta giúp cô trả mối thù năm xưa, chúng ta không ai nợ ai. Bây giờ cô lại giết chết một người nữa, không phải gây thêm rắc rối sao? Cô đã tìm được bình kiếm thu rồi, tại sao không chém chết hắn cho xong? Quan phủ đã tìm ra tiệm quan tài, lúc này mà giết bình kiếm thu, không phải chứng tỏ người đầu độc ngự sử là người khác sao? Hôm nay ông trời đã giúp ta. Khi ta muốn giết chết ông chủ tiệm quan tài, ông trời đã để ta gặp bình kiếm thu.
Chỉ cần ngươi đi thêm một chuyến thì kế hoạch một mũi tên trúng hai đích sẽ hoàn thành. Phong Hoa, suốt mấy năm nay khó khăn lắm ta mới gây dựng được cơ nghiệp. Ta thực sự không muốn. Quách Thập Tam, cho dù ngươi muốn hay không muốn, bây giờ ngươi đã leo lên lưng hổ rồi. Ngươi không được tự quyết. Ngươi đừng quên, thuốc độc đó chính ngươi đã để vào bình thuốc mê, cố ý để cho bình kiếm thu lấy trộm. Huynh đài, trong sổ này viết là quốc gia tiêu cục thường xuyên mua quan tài, dẫn tiêu rất nhiều lần, có rất nhiều người gặp chuyện. Người nào hay tới đây mua? Là một tiểu nữ họ Bình. Họ Bình chính là Bình của chuyện bình thường. Hắn hay làm việc lặt vặt của tiêu cục. Nếu như chủ tiệm về, làm phiền huynh chuyển lời giùm ta. Ta mời ông ấy tới phủ khai phong. Dạ. Huynh đài, tổng tiêu đầu, có phải chủ tiệm đã gặp chuyện không? Tại hạ Triển Chiêu, xin hỏi huynh đài là... Thì ra là Triển đại nhân. Tại hạ quốc gia tiêu cục Quốc Thập Tam. Tại sao quốc tổng tiêu đầu nói chủ tiệm gặp chuyện? Không giấu gì ngài, Triển đại nhân, lúc nãy tại hạ đi ngang qua vườn nhuộm Phượng Nghi, hình như thấy ông ấy bị người ta bắt cóc. Tổng tiêu đầu, sao lại suy đoán như vậy? Vì ta thấy chủ tiệm hoang mang sợ hãi. Người cùng ông ấy vào vườn nhuộm chính là tiểu tử đã bị ta đuổi khỏi quốc gia tiêu cục mấy ngày trước, Bình Kiếm Thu. Mời Triển đại nhân. Lúc nãy không phải cô nói chỉ có một người làm sao? Ta vừa mới thuê thêm hai người làm. Hai người này họ sẽ tới đây làm việc. Làm phiền rồi. Đa tạ cô, đừng khách sáo. Là máu của con gà bị giết chiều nay. Bà chủ, hạt giống hoa bà cần ta mang về cho bà rồi. Mau đem trồng ở mảnh vườn trống ở gần bể nước đi. Bây giờ à? Đúng vậy, đi mau. Được. Triển đại nhân, ngài còn chuyện gì muốn hỏi không? Có lẽ tổng tiêu đầu đã nhìn lầm. Làm phiền, Triển đại nhân đi thông thả. Bà chủ, đã đào đất cho bà rồi. Người đi ăn cơm trước đi. Không phải lúc nãy bà nói trồng hạt giống ở đây sao? Để ngày mai hãy trồng. Đi ăn cơm đi. Lúc nãy kêu trồng, bây giờ lại kêu không. Để yên tâm, ở đây có huynh. Huynh sẽ không để bất cứ ai đụng vào một sợi tóc của kiếm thu. Nhị ca, chuyện của bình thường để giao cho huynh, không thành vấn đề. Dù có trốn dưới đất huynh cũng kéo lên được. Để phải đi thông hứa trấn một chuyến. Người muốn ra tay với cha con bình thường, có lẽ có liên quan tới vụ án 13 năm trước. Lỡ như đại ca và lão tứ tìm tới hội thiên tửu lầu, huynh gửi thư cho họ kêu họ tới đây. Được, đi thôi.
Phương Nhượng, Phượng Nghi. Tại sao họ lại bỏ đi? Phương Nhượng giao cho bốn người các đệ canh chừng, không được để bất cứ ai đụng vào cha con bình thường. Nếu như xảy ra chuyện gì, lập tức thông báo Công Tôn tiên sinh. Rõ. Còn huynh Triển Hồ Vệ, sáng nay ta đã đi điều tra tên Quắc Thập Tam đó. Ta phát hiện 13 năm trước hắn đã ở Thông Hứa Trấn một khoảng thời gian. Bình Kiếm Thu bị thương, không tiện hành động. Quắc Thập Tam đã nói rằng ông chủ tiệm quan tài đã bị bắt cóc. Tối qua Bình Kiếm Thu lại nói thuốc mê là do hắn trộm ở Quắc gia Tiêu Cục, cho nên ta cần phải đi Thông Hứa Trấn một chuyến, điều tra thử coi hắn giả án mạng bình thường gây ra năm xưa có liên quan gì không. Trụ tử, mau lấy vải đem vào nhà để khỏi bị thấm nước mưa. Biết rồi. Đây, Phượng cô nương, con tới giúp gì? Để ta giúp cô. Mau lên, cẩn thận đi. Bỏ đi, rút tấm vải dưới, lấy giùm ta tấm đó. Ôi, mưa lớn quá, để ta lấy cho. Đem vải vào trước đi. Được, đưa con. Ai gõ cửa thế? Mọi người vào nhà đi, để ta coi thử. Để ta che dù cho. Tới ngay. Cô nương này quen quá. Sao vậy? Bà chủ, cổng cô ta vào nhà đi. Được. Có cần về phủ nói với Công Tôn tiên sinh không? Có. Triển Hồ Vệ đang ở Thông Hứa Trấn, chúng ta nên cẩn thận. Đi. Xuân Mãn Viên. Quắc đại gia, ngài làm ta sợ đấy. Bình tĩnh đi. Ngài gặp phải rắc rối à? Mama biết rất nhiều chuyện. Ta tới đây hỏi bà, hai ngày nay có người lạ nào tới trấn để dò hỏi chuyện của Doãn đại ca năm xưa không? Không có, không có. Vậy các cô nương biết chuyện của Doãn đại ca năm xưa còn ai ở đây không? Ngài đừng nói nữa. Những người làm nghề này như bọn ta chỉ nổi được mấy năm thôi. Người ở đây bây giờ chỉ là các cô nương mới. Vậy thì tốt. Này, không phải đã kết án lâu rồi sao? Mama, bên ngoài có người tìm bà. Ta đã nói rồi, mới ngủ một lát. Không gặp, không gặp. Ngài mang theo rất nhiều tiền bạc. Ngài ngồi chơi, ta đi xem thử xảy ra chuyện gì. Trả lời một câu hỏi của ta, ta cho bà một nén bạc. Trả lời hết, đống bạc này sẽ là của bà. Được, ngài cứ hỏi. Nghe nói Doãn Trung Ngọc năm xưa cưới cô nương ở đây làm vợ nhỏ, đêm hắn bị giết, cô ta đã mất tích bí ẩn.
Câu trả lời trên lầu à? Không phải. Không phải. Đại gia, thật sự là chuyện này đã qua lâu rồi, ta không nhớ được. Cơ bộ không đuổi hắn đi, bà sẽ không dám nói. Doãn Trung Ngọc, vợ nhỏ của Doãn Trung Ngọc tên là gì? Liễu. Liễu Phượng. Vậy vợ lớn của hắn tên gì? Sau khi Doãn Trung Ngọc chết, cô ta đi đâu? Là... là... ai giết bà? Nói là ai? Là... năm xưa ở trấn này, tất cả mọi người đều sợ Doãn gia. Chỉ có Bình Đại Thúc mới cả gan đụng vào Doãn Trung Ngọc. Ngài nhìn đi, khi ta còn là một đứa bé, không cẩn thận đụng trúng ngựa của Doãn gia, để lại vết sẹo này. Đã là ác bá một phương. Bình thường lỡ tay giết chết hắn, rồi chủ động đi đầu thú, tại sao lại bị phán xử nặng như vậy? Chuyện này... có chuyện này ngài không biết. Doãn gia có tiền có quyền, ngay cả quan phủ cũng bị bọn họ mua chuộc. Trong quan phủ đúng là không có ai tốt đẹp. Khách quan, mời ngồi, mời ngồi. Khách quan muốn dùng gì? Cho bình trà. Được. Sao huynh cũng ở đây? Sao vậy? Nơi mà huynh ghé tới ta không tới được sao? Doãn gia còn người nào nữa? Chuyện này ta không biết rõ. Người ngồi trước mặt biết thì không hỏi, mà lại hỏi người không biết. Thật là kỳ lạ. Vậy nha. Huynh không muốn biết sao? Nếu huynh muốn nói cứ nói. Nếu không, chuyện mà huynh hỏi ra, Tiễn Mộ cũng chắc chắn sẽ hỏi được. Chưa chắc đâu. Người chết không thể nào nói được. Ý huynh là sao? Để ta gợi ý cho huynh. Huynh hãy vào trấn điều tra một nơi vui chơi tên là Xuân Mãn Viên đi. Quốc gia tiêu cục. Huynh đài làm ơn cho hỏi. Dân, huynh tới từ quốc gia tiêu cục ở kinh thành à? Đúng vậy. Các hạ là? Tại hạ Triển Chiêu. Thì ra là Triển đại nhân. Tại hạ Lý Lâm. Lý huynh đệ vừa mới từ Thông Hứa Trấn về phải không? Đúng vậy. Quốc gia tiêu cục ở Thông Hứa Trấn cũng có chi nhánh sao? Không giấu gì ngài, 13 năm trước quốc gia tiêu cục ở Thông Hứa Trấn, sau đó mới chuyển tới kinh thành. Thì ra là vậy. Đây là đồ của quan phủ à? Đây là giải gấm từ miền Nam chuyển tới, dùng để tặng cho Hoàng Thái Hậu nhân dịp mừng thọ. Ta không dám làm lỡ cuộc hành trình của Lý huynh đệ, xin mời. Hẹn gặp lại sau. Đi mau. Xuân Mãn Viên. Có tang. Làm ơn cho hỏi bà chủ các cô có đây không? Bà chủ bọn ta chết rồi, đã bị người ta giết. Tiểu nhị. Dạ, khách quan. Tính tiền. Dạ được, đa tạ. Khách quan đi thông thả. Tiền đây, đi thông thả.
Khách quan mời ngồi. Khách quan, cho hỏi dùng gì? Cho ta ly trà nóng. Được, chờ một lát sẽ có ngay. Dạ đây. Tính tiền. Dạ được. Lý Tiêu Đầu, chắc trưa ngày mai chúng ta sẽ tới Khai Phong phải không? Đúng vậy, nhưng tối nay mọi người phải cẩn thận một chút. Cạn. Ai đó? Tại hạ Lý Lâm của Quốc gia Tiêu Cục. Các hạ là người của bang phái nào? Tiểu Diêu, Tiểu Diêu, Bình Kiếm Thu. Lý sư phụ, ông sao vậy? Buông ra. Ông bị sao vậy? Đừng đụng vào ta. Sao bị thương nặng vậy? Đừng đụng vào ta. Lý sư phụ, xảy ra chuyện gì? Mấy người này là do ngươi giết. Ông nói gì vậy? Lý sư phụ. Triển đại nhân, Triển đại nhân, ngài cứu ta đi. Ta không có làm gì hết. Mấy người này đều do hắn giết. Ông nói lung tung gì thế? Ta vừa mới tới chỗ này. Triển đại nhân, chính mắt ta thấy hắn giết chết mấy người này. Ông, giải gấm, hắn đã lấy nó từ trong cái hộp ra. Ông Bình Kiếm Thu, ngươi có biết cái này là cống phẩm không? Ngươi cướp cống phẩm sẽ bị xử trảm đấy. Không, không phải ta. Còn không phải ngươi, rõ ràng lúc nãy ta nhìn thấy ngươi lấy nó từ trong hộp ra. Triển đại nhân, hôm trước hắn bị Tổng Tiêu Đầu đuổi khỏi Tiêu Cục, hắn nói sẽ trả thù. Không thể ngờ là hôm nay hắn, hắn đã giết hết tất cả huynh đệ của ta. Ông Triển đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho huynh đệ đã mất của ta, đòi lại công bằng cho họ. Lý huynh đệ, huynh đi được không? Làm phiền huynh tới quan phủ một chuyến báo án, sẵn tiện kêu Ngộ Tác tới đây khám nghiệm. Dạ.
Phượng cô nương, cô có sao không? Không sao, ta không cẩn thận bị trượt té. Con đường nào dẫn tới thông Hứa Trấn hả? Hai đường đều được. Được, vậy ta đi đường này. Hai người đi đường này, coi thử ai có thể ngăn cản được kiếm thu. Chúng ta gặp nhau ở thông Hứa Trấn. Phượng cô nương, cô có sao không? Cô muốn nghỉ ngơi không? Không. Trước khi chưa tìm được kiếm thu, sao có thể yên tâm chứ? Với lại Thái Quỳnh lo lắng như vậy, ta không nghĩ được. Phượng cô nương, đoạn đường rất xa, ta không nên kêu cô đi theo. Cô vất vả rồi. Nghe Quỳnh nói câu này là ta đã vui rồi. Chúng ta đi thôi. Như vậy đi, cô đừng đi theo nữa. Sao ta có thể không theo? Ta nghĩ Quỳnh nên đi trước, để không lỡ thời cơ tìm kiếm thu, ta sẽ theo sau. Cô... Không sao đâu, Quỳnh đi đi. Mau lên, tìm kiếm thu quan trọng hơn. Được, cô nhớ cẩn thận đi. Tại sao bình kiếm thu rời khỏi phường nhuộm mà chúng ta không biết chứ? Đứng lại. Người đã học võ công từ ai vậy? Ngài không cần biết. Tóm lại họ không phải do ta giết. Rốt cuộc thì ngài muốn gì? Ta nghĩ ngươi nên luyện tập võ công chăm chỉ hơn. Ngài... Bình thường. Cha, cha có sao không? Cha không sao. Triển đại nhân, ngài đã hứa với ta có phải không? Triển đại nhân, hắn giết nhiều người như vậy, kêu ta làm sao tha cho hắn? Sao con lại tàn ác vậy? Mới có 20 tuổi mà lại ác như vậy. Cha cũng nghĩ rằng con giết họ sao? Không phải con. Lời của Triển đại nhân nói cha tin. Cha tin lời ngài ấy mà không tin lời con trai cha nói sao? Ngay cả ngự sử đại nhân con cũng dám bắt cóc. Triển đại nhân vu oan cho con sao? Ngài ấy có vu oan con hay không con không quan tâm, còn cha thì không được. Không được vu oan con. Cha dựa vào đâu nói con ác? Con có ác bằng cha không? Suốt 13 năm qua con không nhớ đã quỳ bao nhiêu lần trước cửa đại lao, nhưng cha không chịu gặp con. Con vì cha bị thương rất nặng, cha gặp con rồi không chịu nhận con. Bây giờ cha lại nói con ác. Lúc con bị cười nhạo, con bị sỉ nhục, bị đói, bị lạnh sắp chết, cha có hỏi thăm con một câu không? Cha có từng quan tâm con không? Dù con ác cũng không ác bằng một người cha bỏ rơi con trai mình. Mấy người này đều do con giết thì sao chứ? Ngài hãy dẫn ta đi đi. Mấy người này đều do ta giết. Không, không. Triển đại nhân, nó nhất thời nóng nảy, cho nó thêm một cơ hội đi.
Triển đại nhân, nó đã nói không phải thì chắc là có ẩn tình. Chờ tới phủ Khai Phong gặp Bao đại nhân rồi nói. To gan! Xin lỗi ngài. Triển đại nhân, ta không muốn nó ngồi tù, kiếm thu. Đi mau, đi thật xa, mau lên. Cha nóng lòng rồi. Cuối cùng cha cũng nóng lòng. Con nói cha biết, con sẽ không đi. Kiếm thu, con cũng muốn đến mùi đau đớn khổ sở khi ngồi tù giống như cha. Kiếm thu, con mà vào tù, cuộc đời của con sẽ tan nát. Tan nát. Bây giờ với con mà nói, trong tù và ngoài tù có khác gì? Đây chẳng qua chỉ là đổi chỗ với cha mà thôi. Bình đại ca, tuyệt đối đừng làm chuyện hồ đồ. Bình thường, ông có biết uy hiếp mệnh quan triều đình cũng là phạm đại tội không? Phu nhân, phu nhân ở đây làm gì? Không làm gì. Đất ở chỗ này sao lại bị đào lên vậy? Để trồng hoa. Hôm qua bà chủ nói rằng bà ấy muốn làm cho chỗ này đẹp hơn, cho nên đã đào đất trồng hoa. Phu nhân, ta đi nấu đồ ăn sáng cho phu nhân. Cô đang làm gì đó? Cô là... Ta... Bạch Ngũ Gia. Bạch Ngũ Gia đã về, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Lão Ngũ, để về rồi sao? Đây, cho đệ coi cái này. Thông Hứa Trấn tới rồi. Mau lên, mau lên. Đi mau. Tam ca, đi thôi. Theo đệ, nhanh lên. Người giết ma ma của Xuân Mãn Diên. Không phải người nói không giết người khác sao? Sao giờ lại giết? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã tới Thông Hứa Trấn. Nếu như bọn họ điều tra vụ án đó, chắc chắn sẽ phát hiện hai chúng ta đều có liên quan. Cho nên ta phải giết bà ta diệt khẩu. Khi ta ở trong phường nhuộm, đã tìm được thi thể của chủ tiệm quan tài, giống y chang ta nghĩ. Bọn họ không dám báo quan, cho nên phải chôn thi thể trong vườn hoa. Lần này Liễu Phượng và Bình Thường chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Cộng thêm vụ án Bình Kiếm Thu cướp tiêu, bây giờ nhân chứng vật chứng có đủ, ba người bọn họ khó mà rửa sạch tội lỗi của mình. Ý cô là cô muốn báo quan để quan phủ bắt họ vào tù? Sao vậy? Không được à? Cô sai rồi. Nếu như chúng ta xử lý cho con Bình Thường trước, để cho Liễu Phượng một mình trải qua cuộc sống cô đơn lẻ loi, như vậy không phải sẽ tốt hơn là bọn họ cùng ngồi tù sao?
Quỳnh có sao không? Ta không sao. Đi. Tiểu tử, đi mau. Đi mau. Đi mau. Kiếm thù đang chờ Quynh. Không. Không. Nó dẫn theo ta sẽ không thoát được. Để nó đi một mình đi. Chân trời góc biển. Chỉ cần có biển quan phủ bắt là được. Nhớ kỹ, đừng làm chuyện sai trái nữa. Mau đi đi. Đi mau. Đi mau đi. Bình đại ca, nó đi rồi. Nó sẽ không quay lại. Nó sẽ quay lại. Sau này chắc chắn sẽ quay lại. Cha muốn con đi đâu? Con có thể đi hãm công đảo. Có thể đi bất cứ nơi nào trên thế gian này. Tuyệt đối đừng để bị bắt vào tù. Chuyển thu, đi mau. Con nói rồi, trong tù và ngoài tù với con mà nói không khác gì. Tại sao phải đi? Cha sợ làm liên lụy con phải không? Cha có biết cha làm liên lụy con 13 năm rồi không? Được, cha sẽ không làm liên lụy con nữa. Đi mau. Cha. Cha, mau đi xuống dưới đi. Cha. Bình đại ca. Cha. Từ nay cha không liên lụy con nữa. Không làm liên lụy con nữa. Bình đại ca. Cha. Bình đại ca, Quynh đừng bỏ ta lại một mình mà. Dì Phượng. Dì Phượng. Cha. Kiếm Thu, ngươi không được làm chuyện dại dột. Buông ta ra. Kiếm Thu, cha ta nhảy sông tự tử rồi, Quynh còn ngăn cản làm gì? Yên tâm đi, họ không sao đâu. Nhìn đi. Cha. Đại ca, để mang người đi trước. Kiếm Thu, ta đã nói không sao rồi mà. Đi thôi. Đi mau. Mèo thúi, lần này ngươi không làm gì được bọn ta đâu. Các ngươi bảo vệ hắn được một lúc, không bảo vệ được cả đời. Ngũ thử hãm không đảo các ngươi, nếu thật sự có bản lĩnh thì hãy về phường nhượng bảo vệ hắn 12 canh giờ. Quan phủ các ngươi vô dụng như vậy thì hãy để năm huynh đệ bọn ta bảo vệ. Bọn ta sẽ dẫn hắn về phường nhượng. Còn huynh làm sao bắt được? Lão Ngũ, đại ca, chúng ta đã chơi ở kinh thành một lần rồi, còn sợ gì nữa? Đi.
Các ngươi coi thường Triển Mổ quá rồi. Phủ Khai Phong, người gây án không phải Bình Kiếm Thu, không phải hắn. Lời khai của nhân chứng chứng minh vụ án này do Bình Kiếm Thu gây ra. Tại sao cậu lại đoán như vậy? Lý Lâm nói rằng sau khi Bình Kiếm Thu giết người xong, Bình Kiếm Thu không hề muốn chạy trốn, mà lại đứng ngay ra, mặt mày bơ phờ. Đây là điều đầu tiên. Thuộc hạ đã đánh nhau với Bình Kiếm Thu, võ công của hắn bình thường, một mình hắn không thể nào giết nhiều tiêu sư như vậy được. Đây là điều thứ hai. Sau khi bình thường bị kiếm chém, tại hạ thấy vết thương của ông ta khác với vết thương của người chết. Đây là điều thứ ba. Mấy ngày nay Bình Kiếm Thu chỉ ở trong phường Dượm Phượng Nghi, làm sao hắn biết Dẫn Tiêu đi đâu? Đây là điều thứ tư. Dựa vào những điều này, thuộc hạ đoán hung thủ không phải là Bình Kiếm Thu. Đã như vậy thì tại sao cậu lấy tội danh giết người cướp tiêu để bắt hắn chứ? Để bảo vệ cha con bình thường không bị người ta hại. Nhưng bây giờ được Ngũ Thử giúp đỡ, chuyện bảo vệ hai cha con họ chỉ là chuyện nhỏ. Thuộc hạ có thể yên tâm đi bắt hung thủ rồi. Canh chừng phường Dượm, hung thủ vẫn chưa đạt được mục đích, chắc chắn sẽ ra tay lần nữa. Dạ. Không hay rồi. Mấy ngày nay Bình Kiếm Thu chỉ ở trong phường Dượm. Nếu như có người muốn hại hắn, thì làm sao người đó biết hắn rời khỏi phường Dượm, biết hắn muốn đi đâu chứ? Hơn nữa, tại sao Bình Kiếm Thu tới Thông Hứa Trấn lại xảy ra vụ án cướp tiêu? Có nội gián? Ai? La lối ôm sòm làm gì? Để sợ người ta không biết sao? Đại ca, huynh nói tiếp đi. Nếu không, sao lại trùng hợp vậy? Theo tình hình ngày hôm nay để thấy, Liễu Phượng đối xử cha con bình thường, hết lòng hết dạ. Chỉ có điều, bình thường là hung thủ giết chồng của cô ta. Còn về Phong Hoa, hôm nay để tới Thông Hứa Trấn điều tra nửa ngày, không ngờ cô ta là vợ lớn của Doãn Trung Ngọc. Nếu như nói có nội gián, thì cả hai người họ đều khả nghi. Đệ nghĩ có thể là Liễu Phượng. Sao đệ lại nghĩ thế? Mình nghĩ đi. Phong Hoa rất tốt, không thể là nội gián. Trụ Tử rất ngu ngốc, cũng không thể là nội gián. Còn Liễu Phượng mặc dù cũng đã nhảy xong giống như bình thường, nhưng có lẽ cô ta thấy chúng ta đông người, sẽ có người cứu cô ta. Tam ca, sao huynh nói nhiều cái không thể vậy? Nếu mọi chuyện huynh đều đoán trúng hết, thì sao bọn họ còn ra ngoài hại người? Vậy để nói huynh nghe là ai đi? Lời này của huynh không phải dư thừa sao? Nếu để biết là ai, để còn ở đây bàn luận làm gì? Lão Tứ, chuyện này vốn dĩ là thôi được rồi, lúc này mà còn rảnh rỗi cãi nhau. Đại ca, hôm qua huynh viết trong thư là người giết chết Mama có liên quan tới người của Quốc gia Tiêu Cục. Huynh vừa nhận được tin tức, biết được lão Tam trúng độc lạ, liền kêu lão Tứ về trong đêm. Buổi tối hai ngày trước, khi đi ngang qua hẻm gần Xuân Mãn Viên ở Thông Hứa Trấn, bọn huynh tình cờ nhìn thấy một kẻ bịt mặt nhảy qua cửa sổ, và cũng nhìn thấy Mama trúng phi tiêu. Nhìn thấy đệ xuống lầu, huynh nghĩ đệ đã tới Thông Hứa Trấn rồi, vết thương của lão Tam chắc không có vấn đề gì. Huynh và lão Tứ liền đuổi theo kẻ bịt mặt, nhưng không ngờ võ công của hắn rất cao cường, bọn huynh để hắn chạy thoát. Đại ca, sao huynh lại khẳng định hắn chính là người của Tiêu Cục? Dấu chân, Ngũ Đệ, hai ngày nay không phải mưa lớn ngoài đường có nhiều bùn đất sao? Bọn quân lại gần chỗ kẻ bịt mặt đó biến mất tìm kiếm, không ngờ nhìn thấy trên tường của Tiêu Cục có rất nhiều dấu chân. Sau đó đi dò hỏi, bọn quân mới biết Quốc gia Tiêu Cục năm xưa do Doãn Trung Ngọc và Quốc Thập Tam cùng nhau mở. Đêm trước quân đã lẻn vào nha môn, vốn dĩ muốn điều tra thử coi năm xưa Doãn Trung Ngọc chết như thế nào. Nhưng không ngờ ngay lúc huynh vừa lẻn vào, tiêu sư của Tiêu Cục đã tới báo quan, nói Kiếm Thu giết người cướp tiêu, cho nên huynh đã đi theo. Chẳng lẽ người giết Mama và người giết người cướp tiêu là Quắc Thập Tam? Không thể nào. Năm xưa Quắc Thập Tam thu nhận Kiếm Thu và Quốc gia Tiêu Cục. Nếu như muốn trả thù cho Doãn Trung Ngọc, hắn không cần trì hoãn tới bây giờ. Chúng ta sẽ điều tra nội gián trước, có lẽ sẽ sớm biết chân tướng. Không thể là Phong Hoa. Để lại nữa rồi. Huynh,
Theo huynh thấy thì Bình Thường và Liễu Phượng có tình cảm với nhau, không thể là cô ta. Nhưng bây giờ bọn họ đang hôn mê, chờ họ tỉnh lại hỏi họ sẽ biết thôi. Ý của người chính là nếu như Phong Hoa không gợi ý, người đã không tới Thông Hứa Trấn. Cô ta chắc chắn có vấn đề. Vậy thì tiêu rồi. Lão Tam đưa lệnh bài của Hãm Không Đảo cho Phong Vân. Nếu Phong Hoa có ý đồ xấu mượn lệnh bài của đại ca cô ta, không phải là chết chắc sao? Không có đâu. Tại sao các người lúc nào cũng... Vấn đề này không thể nào không giải quyết. Tứ ca, huynh thông minh nhất, huynh nghĩ cách đi. Chuyện này không khó. Trộm. Nói nhảm. Để có biết Phong Vân đang ở đâu không? Vậy thì chúng ta đừng có giữ lời hứa. Làm vậy ngủ thử chúng ta sẽ mất mặt. Lệnh bài đó là do huynh đưa cho Phong Vân. Đúng. Đều tại đệ hết. Hấp tấp vội vàng, người ta mới nói khích mấy câu, đệ đã nói hết lời gan ruột. Huynh sao vậy? Sao huynh lại nghĩ là cô ấy chứ? Đệ không phải đã nói hỏi Liễu Phượng và Bình Thường xong rồi mới tính sao? Tam ca. Cha. Dì Phượng. Bọn ta xuống đây để đa tạ ba vị hảo hán đã cứu bọn ta. Đừng khách sáo. Chuyện của Kiếm Thu chính là chuyện của huynh đệ bọn ta. Mời ngồi. Đa tạ. Không giấu hai vị, bọn ta đang suy đoán những chuyện xảy ra đối với Kiếm Thu dạo gần đây có liên quan đến chuyện Doãn Trung Ngọc bị giết. Có điều đã nhiều năm trôi qua rồi. Để ta nói. Dì Phượng, dì biết sao? Người mà cha con cứu năm xưa chính là ta. Từ nhỏ ta đã bị bán vào Thanh Lâu. Năm ta 18 tuổi, ta quen ông chủ Bình hay tới Thanh Lâu bán giải. Quỳnh ấy luôn quan tâm tới ta. Sau đó ta đã bị Doãn Trung Ngọc mua về, sống một cuộc sống không phải của con người rất lâu. Có một ngày ta thực sự không thể chịu nổi, khi ta định bỏ trốn, ta đã bị Doãn Trung Ngọc phát hiện và đuổi theo. Đi đâu hả? Doãn gia, xin ngài tha cho ta. Xin ngài tha cho ta. Ta xin ngài tha cho ta. Văn Xuân Hạ Mã. Cô ấy đẹp phải không? Ý, đây là Doãn Trung Ngọc mà. Tên ác bá này lại đánh người à? Chuyện của hắn đừng xen vào. Đúng. Đi. Có thêm ta không? Đối với ngài mà nói cũng như nhau mà. Xin ngài đừng giày dò ta nữa. Không phải ngay cả chết cô cũng không sợ sao? Khổ có chút xíu như vậy mà sợ cái gì? Muốn đi à? Cũng được. Cô chết rồi ta sẽ không giữ nữa. Ta đá cô chết. Chạy nữa đi. Để coi cô chạy đâu. Chạy đi. Ta đánh chết cô. Ta đánh chết cô. Cô chạy đi. Chạy đi. Ta đánh chết cô. Ta đánh chết cô. Chạy đi. Đánh chết cô. Ta đánh chết cô. Cô chạy đi. Được rồi, đừng đánh nữa Doãn gia. Phượng cô nương. Phượng cô nương. Sao ngài lại dám ra tay mạnh như vậy? Phượng cô nương, ta thích đấy, cút. Tiện nhân, nói đi, nói. Cô trốn ra ngoài vì hắn phải không? Nói. Làm vậy cô ấy sẽ mất mạng đấy, cút đi. Tiện nhân,
Ta bóp chết con tiện nhân này. Ta sẽ bóp chết con tiện nhân này. Phượng cô nương, Phượng cô nương. Phượng cô nương, ông chủ Bình. Không sao đâu Phượng cô nương, ta đánh hắn xỉu rồi. Cô đi mau đi, đi. Khoan đã. Doãn gia, Doãn gia, Doãn gia. Doãn gia, ta không phải cố ý. Xin tha thứ cho ta. Ta chỉ muốn cứu Phượng cô nương. Ông chủ Bình, chúng ta đi mau. Doãn gia sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đi mau đi. Phường rượu Trường Giang. Ta không thể cứ đi như vậy. Ta đi rồi Hỷ Nương phải làm sao? Kiếm Thu phải làm sao? Hỷ Nương, Kiếm Thu. Ta đã thành thân và có một đứa con trai. Bất Hiếu đứng thứ ba, Không Còn đứng thứ nhất. Ta hiểu rồi. Ta đã hiểu rồi. Đã 7 năm trôi qua, Quỳnh nên thành thân. Cô đi mau đi. Xe gỗ này cô đẩy đi bán sẽ có tiền sống được mấy ngày. Vậy còn Quỳnh phải làm sao? Ta phải lo cho Hỷ Nương và Kiếm Thu. Đi mau. Ông chủ Bình, ta nhìn cô đi ta mới yên tâm. Không, đi mau. Ông chủ Bình, đi mau đi. Đi mau. Bình đại ca có thể bỏ trốn, nhưng mà không thể ngờ Quỳnh ấy đi đầu thú. Ta suy nghĩ một đêm. Ta vì muốn cứu người, lỡ tay giết chết người ta, ngồi tù khoảng 3 năm. Nếu ta bỏ trốn, ta với Hỷ Nương, Kiếm Thu sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau. Cho nên ta về nhà, đưa cho Hỷ Nương một ít ngân phiếu, để sau này mẹ con cô ấy có tiền tiêu xài. Sau đó ta đi đầu thú. Nhưng không ngờ bị xử ngồi tù suốt đời. Ở trong đại lao chịu nhiều cực khổ. Tới khi Bao đại nhân tiếp quản phủ Khai Phong, Kiếm Thù, 13 năm nay cha không gặp con. Tại vì cha đã phạm tội giết người, không muốn vì chuyện này mà hại con khó sống. Với lại, nếu con thấy bộ dạng của cha khi cha ngồi tù, con sẽ càng buồn hơn. Nếu không được Triển đại nhân giúp đỡ, cha con chúng ta chắc chắn không thể gặp nhau. Cha. Ai đó? Chẳng lẽ là người của quan phủ? Coi chừng điều hổ Ly Sơn. Sao rồi? Không có động tĩnh gì hết. Quỳnh nghĩ không phải người quan phủ. Để nghi ngờ người ở trên lầu có vấn đề.
Bọn họ đã nghi ngờ cô rồi. Chúng ta lên lầu xem thử. Tưởng Bình tới rồi, mau chém ta một nhát. Huynh dụ ta tới phủ Khai Phong làm gì? Có chuyện cần bàn. Giữa hai chúng ta không còn chuyện gì để bàn. Bạch huynh, người muốn tìm huynh là Bao đại nhân. Cô nương của Xuân Mãn Diên nói, vào cái đêm mama bị giết, huynh là người cuối cùng ở bên bà ấy. Nếu ta giết bà ấy, ta sẽ dẫn huynh đi coi. Huynh động não đi có được không? Mèo ngốc. Điều này Triển Mỗ biết rõ. Từ khi Triển Mỗ vào công môn tới nay, đối mặt với tội phạm truy nã, Triển Mỗ chưa từng sợ. Cho dù là án mạng của mama hay là vụ án Bình Kiếm Thu giết người cướp tiêu, nếu Triển Mỗ thực sự nghi ngờ hai người có liên quan, huynh cho rằng Triển Mỗ tha cho hai người dễ dàng vậy sao? Đi đâu không nói một tiếng? Người mà đệ đuổi theo tối qua rốt cuộc là ai? Triển Chiêu. Suốt cả đêm qua đệ đỡ phủ Khai Phong, xảy ra chuyện gì chứ? Đây là cái gì thế? Ngũ đệ, miếng vải này mắc tiền lắm đấy. Tử ca, huynh đừng lấy trộm miếng vải này, coi chừng mất đầu đấy. Đây là cống phẩm gửi tới từ miền Nam. Cống phẩm bị mất. Sáng nay Bao đại nhân kêu ta cầm vải gấm lấy được từ trên người Bình Kiếm Thu, đem tới Thượng Thế Lăng Cẩm Diện. Không ngờ người của Lăng Cẩm Diện lại nói vải gấm đó là vải giả. Không thể nào. Do đó Bao đại nhân suy đoán vải gấm vẫn ở trên người của Bình Kiếm Thu. Đây là điều thứ nhất. Hoặc là Bình Kiếm Thu bị người ta vu oan giá họa, vải gấm đang ở trong tay hung thủ. Đây là điều thứ hai. Ta nghe Lý Lâm trở về nói, Bình Kiếm Thu giết người cướp tiêu, ông ta tận mắt nhìn thấy. Bình Kiếm Thu từ trước tới nay hành động rất liều lĩnh, nhưng mà không thể ngờ hôm nay hắn dám gây họa lớn như vậy. Ta nghĩ vải gấm chắc chắn vẫn ở trên người hắn. Triển đại nhân, làm mất cống phẩm chắc chắn sẽ bị chém đầu. Cho dù thế nào ngài cũng phải tìm nó giùm ta. Cứ yên tâm, Triển Mỗ nhất định sẽ tìm. Có điều bây giờ Bình Kiếm Thu ở trong tay Ngũ Thử, chỉ sợ giằng co quá lâu, tới lúc tìm được nó, ngày mừng thọ của Hoàng Thái Hậu cũng đã qua, vậy thì sẽ tiêu đời đấy. Con cáo giả Quách Thập Tam đó ra ngoài làm gì? Còn làm gì nữa? Hắn đi năn nỉ Liễu Phượng, nhờ Liễu Phượng làm một miếng vải gấm để cứu mạng hắn. Mấy người các vị đang bàn luận chuyện gì vậy? Không để người ta yên ổn một chút, thiệt tình. Doãn phu nhân, Quách Tập Tam, huynh tới làm gì? Phu nhân, đã nhiều năm không gặp, thì ra phu nhân ở đây sao? Đúng vậy, đã lâu không gặp. Nào, ngồi đi. Phu nhân, ngồi trước đi. Phu nhân khỏe không? Đã nhiều năm không gặp, bây giờ ngươi làm gì? Ta làm ở tiêu cục. Ta nói với huynh rồi, người giết người cướp tiêu không phải ta. Ta lấy đâu ra giải gấm thật? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chuyện này không phải do ngươi gây ra sao? Nếu không cùng nhau giải quyết chuyện này, đầu ngươi và hắn đều không giữ được. Không biết kẻ nào giở trò sau lưng chúng ta. Bạch Ngũ Gia, cách mà huynh nói lúc nãy, cách giải quyết chuyện này rất đơn giản, nhưng mà nguyên liệu dùng để nhuộm vải thì lại rất khó tìm. Nó là cái gì vậy? Để ta nhớ lại coi. Là trích thủy Minh Châu.
Nếu như không tìm được cái này, vải được làm ra chỉ là một miếng vải bình thường, nhưng mà trong thời gian ngắn chúng ta đi đâu mà tìm nó? Vậy đi, tại hạ có nhiều người bạn trong giang hồ, Quốc gia Tiêu Cục ở các huyện các trấn đều có chi nhánh, ta lập tức trở về, phái người dốc sức đi tìm. Cáo từ. Phượng cô nương, làm phiền rồi. Hình như đệ đói bụng rồi, đi ăn cơm thôi. Được, đi ăn cơm, mau lên, đi ăn cơm. Phượng cô nương, cô muốn làm miếng vải gấm đó thật sao? Đại ca, đi ăn cơm. Kim Thu, đi ăn cơm. Đi ăn cơm. Cha. Lão Ngũ, trích thủy cái gì đó có thể làm ra vải gấm thật sao? Đệ không biết. Vậy thì ai biết? Công Tôn Sách mới biết. Công Tôn tiên sinh, làm sao ông biết được cách làm vải gấm vậy? Ta không biết. Có điều gần đây ta điều tra ra độc mà ngự sử đại nhân trúng chính là hỗn hợp của trích thủy Minh Châu và tinh chất của Hoa Anh Túc. Như vậy tức là Công Tôn tiên sinh muốn ép Quách Thập Tam giao ra trích thủy Minh Châu. Trích thủy Minh Châu chính là một loại thực vật có công dụng vô cùng kỳ lạ. Nghe nói nó mọc trên đỉnh núi cao, rắn chắc như ngọc. Trái của nó mọc ở cuối cành vô cùng quý hiếm. Bôi nó lên vết thương, vết thương sẽ mau chóng lành. Nhưng người bị thương không được đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi thì không chỉ vết thương không lành, mà còn nhanh chóng thối rữa, nguy hiểm tới tính mạng. Vậy thì độc trích thủy Minh Châu và độc mà ngự sử đại nhân đã trúng là cùng một loại sao? Đúng vậy. Trích thủy Minh Châu khó có được, cộng thêm rất ít người biết. Nếu hung thủ thực sự là Quách Thập Tam, thì trước ngày mừng thọ của Hoàng Thái Hậu, hắn phải có vải gấm để tránh bị chém đầu. Cho nên hắn sẽ giao ra trích thủy Minh Châu. Ta hiểu rồi. Nhưng mà bên thượng giới Lăng Cẩm Diện, ta đã dặn dò họ rồi. Phượng cô nương, có chừng. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Cha, cha. Phượng cô nương, Phượng cô nương. Cha, cha. Sao Quỳnh có thể đối xử với ta như vậy? Cẩn thận. Cha. Bình đại ca. Phượng cô nương, xin người tha cho Phượng cô nương. Bình đại ca, buông quẩy ra. Đường đường nam tử hán mà lại dùng một cô gái yếu ớt đi quỳ hiếp, người không sợ người ta cười nhạo hay sao? Ta xin người tha cho cô ấy. Bình đại ca. Phượng cô nương. Cha, có chừng. Hắn là người đã giết ma ma của Xuân Mãn Diên, đuổi theo. Cha, Bạch đại ca đuổi theo rồi, dì Phượng sẽ không sao đâu. Lỡ như có chuyện thì sao? Cha, chẳng lẽ cha không cần con nữa sao? Quốc gia Tiêu Cục. Lão Ngũ, vào trong thử coi.
Ai? Bạch Ngũ Gia, đêm khuya cầm kiếm tới đây, không biết có chuyện gì không? Không giấu gì huynh. Chạy đi đâu? Khoan đã, tuy hôm nay tại hạ có chuyện nhờ các vị giúp đỡ, nhưng các vị không mời mà tới, thật sự là không coi Quắc Mổ ra gì hết. Quắc Tiêu Đầu, bọn ta sai rồi, hôm khác bọn ta thỉnh tội. Lão Ngũ, chúng ta về thôi. Tổng Tiêu Đầu, người đâu? Vẫn còn hôn mê. Tổng Tiêu Đầu, cậu dẫn người phụ nữ này về để đổi miếng vải gấm với bình kiếm thu. Có nghĩa là đạo tặc to gan. Quốc gia, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đạo tặc lại bắt cóc cô? Phượng cô nương, Quốc gia, sao Quốc gia lại cứu ta? Cha, chúng ta đi cứu dì Phượng đi. Tuy con không thích cha và dì Phượng ở bên nhau, nhưng thấy cha như vậy con rất đau lòng. Cha, chúng ta đi thôi. Kiếm Thu, cha, chúng ta đi cứu dì Phượng đã rồi nói. Đi, chúng ta đi. Không. Cha, bây giờ con đang bị truy nã, chỉ cần bước qua cánh cửa này một bước, con sẽ bị người quan phủ bắt đi. Con ở lại đi. Để cha đi. Cha, cha bước qua cánh cửa này cũng bị bắt mà. Không, tránh ra. Cha, cha, đừng bỏ con lại một mình. Cho dù có ngồi tù, chúng ta cũng phải ở bên nhau. Phượng cô nương, cô có sao không? Ta không sao. Không sao. Phượng cô nương, đa tạ Quốc gia. Quốc gia về đi. Không được, bị người ta bắt cóc. Phượng cô nương chắc chắn là vô cùng hoảng sợ. Sao ta có thể yên tâm rời khỏi đây được? Ta nghĩ ta nên ở lại để chăm sóc cô. Hai người đừng đứng đó nữa. Người của quan phủ đang truy nã hai người. Mau vào trong đi. Cha, về là tốt rồi. Phượng cô nương, cô thực sự nhìn thấy Quắc Tổng Tiêu Đầu và người bắt cóc cô đánh nhau sao? Quắc Tổng Tiêu Đầu, cậu đã đánh nhau với người đó sao? Cậu có nhìn rõ gương mặt của hắn không? Tại hạ không để ý, không nhìn thấy rõ. Chẳng lẽ là người chúng ta không ngờ tới đứng sau lưng chúng ta giở trò? Như vậy thì tiêu rồi. Vải gấm đã bị mất, Trích Thủy Minh Châu cũng không biết đi đâu mà tìm. Không thể nào làm vải gấm giả được. Quắc Tiêu Đầu, mối quan hệ giữa chúng ta cũng rất tốt. Bọn ta không nhẫn tâm nhìn đầu của người rơi xuống đất. Đa tạ quan tâm. Có lẽ Quắc Mộ số kiếp chưa tận, Trích Thủy Minh Châu này Quắc Mộ đã tìm được. Quắc Tiêu Đầu,
Không biết trích thủy Minh Châu này của huynh lấy được ở đâu vậy? Lý Lâm, Lý Tiêu Sư đã tìm cho ta. Đã tìm được nó rồi, hay để ta làm thử, để cho Quách gia sớm ngày yên tâm. Cẩn thận, tay của cô có một vết thương. Nghe nói trích thủy Minh Châu có độc, tốt nhất đừng dùng tay đụng vào. Tại hạ hành động lỗ mãng, Phượng cô nương xin đừng để ý. Quách Tiêu Đầu, Phượng cô nương ngồi nãy giờ cũng mệt mỏi rồi, hay là để ta đưa cậu về nhà? Đi thôi. Trích thủy Minh Châu này phải làm sao? Trích thủy Minh Châu để ta cất giùm, để ngươi khỏi mang tới mang lui phiền phức. Đi thôi. Nhị ca, huynh đi theo bọn họ trước đi. Quách gia Tiêu Cục. Sao hắn bắt cóc Liễu Phượng rồi thả ra? Ta cũng không biết. Chuyện này phải hỏi Tổng Tiêu Đầu. Sao vậy? Hai người họ quen nhau à? Không biết. Ai đó? Hàng nhị gia, lần này đêm khuya tới đây là vì chuyện gì vậy? Ta nhìn thấy kẻ bịt mặt, nghĩ rằng hắn là người lần trước muốn giết chết Phong Hoa. Nếu như không phải thì ta về nhé. Tổng Tiêu Đầu, Doãn phu nhân tới tìm cậu. Biết rồi, quên đi ngủ đi. Rốt cuộc thì ngươi sao vậy? Ngươi đã bắt cóc Liễu Phượng, tại sao không thừa cơ giết chết cô ta? Ta còn phải nhờ cô ta làm giải gấm cho ta, để giữ cái đầu này của ta. Được, ta đi tìm giải gấm cho ngươi. Bây giờ ngươi phải đi giết cô ta. Chờ tìm được giải gấm rồi hãy nói. Ngươi không muốn giết cô ta phải không? Tài Phúc, Tài Phúc, lấy cho ta bình trà nóng. Ngươi năm lần bảy lượt không cho ta đụng vào cô ta, không phải là ngươi nghĩ cho ta, mà là ngươi không nỡ giết cô ta. Ngươi thích cô ta rồi, có phải không? Ôi cái hố lớn dữ vậy, hạt giống đâu? Bà chủ, bà chủ. Sao vậy bà chủ, xảy ra chuyện gì? Có cái hố lớn lắm, hạt giống hoa của bà chủ biến mất rồi.
Có chuyện gì thế? Bà chủ, lại đây, mau. Coi nè, cái hố lớn quá. Phong qua đâu? Phủ Khai Phong. Dân phụ Phong Hoa khấu kiến Bao đại nhân. Người chính là Phong Hoa? Dạ. Thi thể này người phát hiện ở đâu? Bẩm đại nhân, dân phụ tình cờ phát hiện thi thể này ở phường Nhuộm Phượng Nghi, không biết nên xử lý ra sao, nên mang tới quan phủ. Công chính liêm minh. Đại nhân, thi thể đã phân hủy nhiều canh giờ. Phong Hoa, có biết người chết là ai không? Dân phụ không biết, nhưng mà trong phường Nhuộm Phượng Nghi có rất nhiều người. Dân phụ đã tình cờ nghe được người giết ngự sử đại nhân cũng đang ở chỗ đó. Người này chắc đã bị hắn giết. Công tôn tiên sinh, gần đây có ai tới báo án có người mất tích hay không? Bẩm đại nhân, có chủ tiệm quan tài. Đại nhân, thuộc hạ sẽ dẫn người làm ở tiệm quan tài tới đây nhận thi thể. Đi đi. Ngươi không biết người chết là ai, nhưng lại chôn hắn trong vườn nhà ngươi sao? Công chính liêm minh. Lúc đó chuyện đột ngột xảy ra, dân phụ hoảng loạn không biết phải làm sao. Nếu không có ý xấu, sao có thể không báo quan? Tại sao khi cô phát hiện thi thể trong vườn, cô không chịu hỏi một tiếng, liền khiêng tới phủ Khai Phong? Chẳng lẽ cô biết chân tướng sự thật? Khải bẩm đại nhân, một thường dân một khi phát hiện thi thể nên báo quan để quan phủ xử lý ngay lập tức. Dân phụ làm vậy chẳng lẽ sai sao? Bạch thiếu hiệp đừng sốt ruột, tất cả mọi chuyện bổn phủ chắc chắn sẽ điều tra thật rõ ràng. Dạ. Bẩm đại nhân, người làm ở tiệm quan tài Nguyên Phong đã tới. Tiểu nhân là người làm ở tiệm quan tài Nguyên Phong, A Bảo, khấu kiến Thanh Thiên Bao đại nhân. Là ông chủ, ông ấy là ông chủ. Liễu Phượng, trước đây ngươi có quen biết ông ấy sao? Dân phụ không quen. Còn ngươi, Phong Hoa? Dân phụ không quen. Khải bẩm đại nhân, gần đây dân phụ mới tới Khai Phong, làm sao quen với ông chủ tiệm quan tài được chứ? Là cô, chính là cô. Triển đại nhân, có phải hôm trước ngài hỏi tiểu nhân người kêu lót tấm thảm lông dê và quan tài là ai không? Chính là cô ta. Người nói bậy bạ gì thế? Huynh đài, huynh nói rõ hơn đi. Hôm đó khi tiệm của tiểu nhân đóng cửa, cô ta mới tới. Tiểu nhân đã ở phòng kế bên thu dọn đồ đạc, nghe thấy tiếng nói chuyện của cô ta và ông chủ, tiểu nhân nhận ra chính là cô ta không sai. Phong Hoa, Phong Hoa, Phong Hoa, cô muốn bỏ trốn à? Doãn phu nhân, theo ta vào công đường, Bạch Ngọc Đường, lệnh bài hãm không kiếp này, không bội tính, còn không mau dẫn ta đi. Mau lên. Chẳng lẽ các người muốn bội tính quỷ bài sao? Triển Chiêu, huynh đệ bọn ta bị lệnh bài này khống chế, không thể không trả nợ ân tình. Xin huynh tha cho bọn ta, bọn ta không thể làm chuyện bất nhân bất nghĩa. Sau này bọn ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Lão Ngũ, chúng ta đi. Đi. Sớm muộn thì họ cũng đưa cô ta về đây. Tưởng Bình, ngươi chắc chắn có chuyện muốn nói với bổn phủ. Sao đại nhân lại biết? Lúc nãy Bao đại nhân cho phép huynh đệ các huynh hành động tùy tiện trên công đường, là vì đại nhân biết Tưởng huynh chắc chắn có chuyện muốn nói. Đúng không? Đại nhân quả nhiên anh minh, tại hạ lại gần rồi nói có được không? Mời. Tạ đại nhân. Mời đại nhân xem. Đây là trích thủy Minh Châu do Quách Thập Tam lấy được từ chỗ Lý Lâm. Lý Lâm? Sao có thể?
Hai ngày trước kẻ bịt mặt lẻn vào Phường Nhượng để bắt Phượng cô nương đi, là Quách Thập Tam cứu cô ấy. Sau đó nhị ca ta theo Phong Hoa vào Quách gia tiêu cục. Không thể ngờ người gặp trực tiếp Phong Hoa lại chính là Lý Lâm. Như vậy tức là Quách Thập Tam có liên quan tới chuyện này hay không vẫn chưa biết rõ. Chẳng lẽ Lý Lâm vừa ăn cướp vừa la làng? Điều này rất khó nói. Đại nhân, tại hạ có chuyện xin cáo lui trước. Mời. Đa tạ đại nhân. Tưởng Tứ Hiệp, Phong Hoa của ta, xin đại nhân yên tâm, hai huynh đệ của ta chưa tới một canh giờ sẽ đưa Phong Hoa về phủ khai phong. Cô vẫn ổn chứ? Bao đại nhân, Phong Hoa là một người tội nghiệp. Cô ta chỉ muốn trả thù cho con và chồng mình, rất là đáng thương. Liễu Phượng cầu xin bao đại nhân giơ cao đánh khẽ, cho Phong Hoa có cơ hội làm lại cuộc đời. Tất cả những người phạm tội đều nói ra lý do khiến người khác đồng tình, nhưng những người bị hại thì sao? Nếu luật pháp khoan dung cho người phạm tội thì có công bằng với người bị hại không? Không thể ngờ cô ta lại tàn nhẫn độc ác vậy. Chuyện đầu độc ngự sử đại nhân là do một tay cô ta sắp đặt. Cũng may ông trời có mắt để cho tiểu tử đó nhận ra giọng nói của cô ta. Nếu không, cha con bình thường đã quá thành đống tro cũng không có ai biết. Tam ca, lúc nãy bọn đệ đã cứu cô ta từ phủ khai phong ra ngoài, chúng ta phạm tội tòng phạm rồi. Quỳnh nói đi, bây giờ phải làm sao? Đồ đê tiện bỉ ổi, cô ta dám gạt Quỳnh. Cô ta đã bắn cây kim vào mông Quỳnh mà Quỳnh còn coi cô ta là ân nhân. Quỳnh phải giết chết cô ta. Thôi mà, đều tại đệ hết. Tự nhiên đưa lệnh bài hãm không đảo cho cô ta, bây giờ cứu cô ta còn không kịp chứ giết cái nỗi gì. Đệ, lệnh bài của chúng ta cứu cô ta một lần là đủ rồi, chẳng lẽ phải cứu cô ta cả đời sao? Đệ sẽ đi đòi lại. Tam ca, Quỳnh không cần đòi, đệ lấy lại rồi. Đệ lấy lại rồi à? Có một số chuyện ta muốn nói rõ với cô. Đúng vậy, chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng. Chúng ta không còn gì để nói. Cô ta đã thừa nhận rồi thì nên dẫn cô ta tới khai phong phủ để tránh gặp phải rắc rối. Đúng, đại ca, đệ đã hứa với bao đại nhân trong vòng một canh giờ sẽ đưa cô ta quay về. Chúng ta đừng chần chừ nữa. Đi. Không hay rồi, không hay rồi. Sao vậy? Dì Phượng mất tích rồi. Phượng cô nương mất tích. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Ta không muốn làm gì hết. Ta chỉ muốn giữ cô ở lại đây, không cho cô ăn cơm, không cho uống nước. Từ từ cô, từ từ sẽ chết đói. Sau đó ta sẽ đem thi thể của cô bỏ ở trước mặt cha con bình thường, chứng kiến bọn họ đau lòng, buồn bã. (Cười)
Để ta coi thử các ngươi làm sao mở bên nhau suốt đời, làm sao vui vẻ hạnh phúc. Phong Hoa, trước giờ ta chưa từng muốn hại ai, tại sao cô đối xử với ta như vậy? Đã 13 năm rồi, chẳng lẽ trong lòng cô chỉ có một chữ hận sao? Tại sao cô không thể nghĩ thông được? Cô có thể coi Phường Nhượng là nhà cô, chúng ta có thể đối xử với nhau như tỷ muội, sống qua ngày. Cô giết tướng công của ta, ngay cả cái thai trong bụng của ta cũng không giữ được, cô còn kêu ta đối xử với cô như tỷ muội. Cô coi Phong Hoa ta là gì chứ? Phong Hoa, cô có biết suốt 13 năm nay ta sống như thế nào không? Ta đã dựa vào một chữ hận mà sống lây lất, kêu ta không hận cô trừ khi ta chết đi, trừ khi ta chết đi. Cha đã hại cô ấy, cha đã hại cô ấy. Cha, Bạch đại ca đã đi tìm dì Phượng và đã phát thiệp giang hồ. Con nghĩ chỉ cần họ có tin tức sẽ thông báo cho chúng ta ngay. Cha đừng quá lo lắng. Kiểm thù, liệu Phong Hoa có giết cô ấy không? Có không con? Không đâu, không đâu cha. Cha, đã một ngày cha không ăn uống rồi, con đi nấu cơm cho cha nhé. Ông trời ơi, con xin ông, xin ông phù hộ Phượng cô nương. Nếu như có chuyện không may, ông hãy để một mình con gánh chịu. Tất cả tội nghiệp đều do con gây ra, ông đừng làm Phượng cô nương tổn thương. Con xin ông, con cầu xin ông. Muốn gặp Liễu Phượng, hãy tới nhà tranh Doãn Gia ở thành Tây. Cha! Không, mình không thể để cho cha biết, không thể để cha đi gặp nguy hiểm. Kiếm Thu! Kiếm Thu! Kiếm Thu! Ta hỏi cô rất thích hắn phải không? Ta để hắn ở bên cạnh cô sẽ không thấy cô đơn nữa. Dì Phượng, Kiếm Thu, sao lại là ngươi? Khoan đã, Doãn phu nhân, mau thả dì Phượng ra. Ta đã tha cho cha con ngươi rồi, sao có thể tha cho cô ấy chứ? Doãn phu nhân, những bất hạnh của phu nhân mặc dù do cha ta và dì Phượng gây ra, nhưng mà họ đã trả cái giá thích đáng rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Chuyện này bây giờ không liên quan tới cha con ngươi. Người mà ta cần là Liễu Phượng, cô ta mới thực sự là đầu sỏ tội ác. Đúng, trước đây ta từng giống phu nhân, hận dì Phượng thấu xương. Dì ấy hại cha ta ngồi tù, dì ấy đã hại ta mất mẹ.
Nhưng mà phu nhân hãy nghĩ cho kỹ, mọi chuyện là do một mình dễ gây ra sao? Xem ra ngươi tới đây để cầu xin cho cô ta. Đúng vậy, hãy thả dễ ra. Cho dù ai đúng ai sai, tất cả hãy để ta gánh hết. Kiếm Thu, không liên quan con đi mau. Phong Hoa, người mà cô cần là ta, không liên quan gì Kiếm Thu. Một kẻ mộng tưởng hảo quyền, một kẻ ngu ngốc thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc phu nhân có thả hay không? Không thả thì ngươi làm gì ta? Đứng lại, Kiếm Thu, Kiếm Thu. Kiếm Thu, Kiếm Thu, Kiếm Thu, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Có bộ hôm nay chúng ta có thể tính tất cả nợ nần rồi. Không, Phong Hoa, cô thả họ đi. Cô bắt ta làm gì ta cũng chịu. Thật không? Lời này là cô nói đấy. Đúng. Ngươi cầm cái này cho cô ta uống. Ta sẽ tha cho các ngươi. Đây là cái gì? Ngươi cho cô ta uống, không phải sẽ biết sao? Chắc chắn là thuốc độc. Đúng, Trích Thủy Minh Châu. Thuốc độc này rất kỳ lạ. Nếu uống không đủ liều lượng thì sẽ hôn mê bất tỉnh. Nếu như uống đủ liều lượng sẽ tỉnh táo nhưng đau đớn. Còn không mau đưa cô ta uống. Không, Bình đại ca đưa ta. Không, Phong Hoa, ta uống. Cô tha cho họ đi. Bình đại ca, Bình đại ca, huynh đừng nuốt. Tại sao huynh không đưa cho ta? Tại sao không đưa cho ta? Tại sao huynh không đưa ta uống chứ Bình đại ca? Các ngươi ai uống cũng như nhau. Chỉ cần trong số 3 người các ngươi có một người sống sót thì người đó sẽ mãi mãi sống trong đau khổ, sẽ nếm được mùi cô đơn mà ta đã nếm trải suốt 13 năm qua. Ta xin cô đưa thuốc giải cho ta. Cô có thể giết ta, giết ta đi. Ta không giết cô, tại vì ta đã không còn hận nữa. Cô sẽ mãi mãi sống trong hận thù. Phong Hoa, ta xin cô. Bình thường ta không đối xử tệ với ngươi. Con trai người sẽ cùng ngươi tay trong tay xuống suối vàng. Kiếm Thu, vì ta đã dùng kim độc đâm hắn. Độc mà hắn trúng giống y chang độc mà ngươi trúng. Các ngươi mãi mãi không tìm được thuốc giải đâu. Bình đại ca, Kiếm Thu. Ngươi, tại sao ngươi làm vậy? Cô đã hoàn thành tâm nguyện, chết được rồi. Đi chậm thôi, cẩn thận. Doãn phu nhân, Phong Hoa, chỗ này là nhà tranh Doãn gia. Phải rồi, là nó đấy. Ai đã giết cô ta? Ta không biết.
Cô ta chết rồi, còn sau đó tính toán làm gì? Lão Tam, đưa cô ta về phủ Khai Phong, giao cho Triển Chiêu. Kiếm Thu, Kiếm Thu, Kiếm Thu, Kiếm Thu bị sao thế? Hai cha con họ đều trúng độc phong qua. Độc gì? Chích thủy Minh Châu. Vậy không được, vận động nhiều không được, để đổ mồ hôi. Bình thường. Cha, cha. Kiếm Thu, cha, cha. Đại ca, để thấy độc này phát tán rất nhanh, chúng ta phải làm sao? Bây giờ chúng ta ra ngoài tìm thử coi có thuốc nào làm cho hai người họ đỡ đau không. Dạ. Lão Ngũ, để đây chăm sóc cho họ. Cứ ra ngoài tìm thử coi có thuốc nào làm cho họ đỡ đau không. Đi đi. Kiếm Thu, Kiếm Thu, Kiếm Thu. Kiếm Thu, cha. Kiếm Thu, cố gắng lên. Con không chịu nổi nữa, đau lắm. Hỷ Nương, nàng sống khôn thác thiên, nhất định phải phù hộ Kiếm Thu vượt qua kiếp nạn này. Cha, ta chết cũng không sao. Kiếm Thu không được chết, nàng phải phù hộ nó, phải phù hộ nó. Cố gắng lên Bình đại ca. Cha, Quỳnh phải cố gắng lên. Kiếm Thu, cố gắng lên, cố gắng lên. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải bắt được hung thủ mới tìm được thuốc giải. Dùng giải gấm có lẽ sẽ bắt được hung thủ. Để nó phải. Cứ để họ như vậy cũng không được, giờ họ về phường nhuộm đi. Được. Nào đứng dậy, từ từ thôi. Thì ra các ngươi đang giữ giải gấm thật. Các ngươi định dùng nó để bắt ta. Tổng Tiêu đâu? Vào đi. Tổng Tiêu đâu? Ta vẫn chưa tìm được tung tích của giải gấm. Sao kêu ta trở về? Không cần tìm nữa, ta đã tìm được rồi. Quỳnh tới phường nhuộm Phượng Nghi lấy về cho ta. Dạ. Khoan đã, Quỳnh hãy thay y phục này đi, đừng để người ta nhận ra Quỳnh. Dạ. Triển Chiêu chính là hắn. Có chuyện gì vậy? Ta vừa bước vào nhà đã thấy hắn xông ra, cho nên... Thì ra là hắn. Lý Tiêu Sư. Là hắn. Giải gấm. Sao giải gấm lại ở trên người của hắn? Tìm được hung thủ rồi. Nhị đệ, tìm thử coi thuốc giải có trên người hắn không. Rõ ràng các vị biết hắn biết thuốc giải đâu. Tại sao lại giết chết hắn? Tại sao? Chẳng lẽ các vị muốn cha con Bình đại ca chết sao? Phượng cô nương, ta xin lỗi, ta không biết. Nếu không là Quỳnh giết người à? Đúng. Nhưng mà cô yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cô tìm thuốc giải cho cha con họ. Hắn đã chết rồi, biết đi đâu mà tìm thuốc giải chứ. Bỏ đi, bây giờ nói lời này cũng vô ích. Quỳnh mau đi theo Triển Chiêu về phủ Khai Phong, nói cho bao đại nhân nghe mọi chuyện. Được, ta lập tức về phủ Khai Phong. Có thử Công Tôn tiên sinh có nghĩ ra cách nào giải độc cho cha con họ không?
Phượng cô nương, Quách gia, Quách thập tam, người tới đây làm gì? Cứu người. Huynh tìm được thuốc giải rồi, xin huynh đưa cho họ. Không phải người thân, tại sao ta phải cứu họ? Ngươi tìm được thì Bạch đại ca nhất định cũng sẽ tìm được, sao hả? Ngươi không biết ngươi xúc động, độc sẽ phát tác nhanh hơn sao? Trích thủy minh châu là thực vật lạ, kết hợp với tinh chất qua anh túc tạo ra thuốc độc. Người trong giang hồ chắc chắn không có ai biết tới nó, làm sao có thuốc giải chứ? Vậy làm sao mới có được thuốc giải? Quách thập tam, thì ra ngươi mới là hung thủ. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Kiếm thu, kiếm thu. Bây giờ ngươi biết cũng chưa muộn. Tại sao huynh làm vậy? Rốt cuộc huynh muốn cái gì? Cô, từ lần đầu gặp nhau ở Xuân Mãn Viên, ta đã muốn có được cô. Nhưng mà không thể ngờ, sau khi Doãn Trung Ngọc chết, cô lại bất ngờ mất tích. Suốt 13 năm nay, ta đã đi khắp mọi nơi tìm cô. Ta nhớ cô, muốn có cô. Được, chỉ cần huynh đưa thuốc giải cho họ, ta sẽ đi với huynh. Phượng cô nương, không, bốn người chúng ta đi cùng nhau. Sau khi rời khỏi Khai Phong, cô trở thành người của ta, ta sẽ đưa thuốc giải ngay. Thuốc giải đâu? Làm sao ta biết được thuốc này có phải là thật không? Cô đã biết được, ta mới là hung thủ. Nếu như thuốc giải này là giả, cô có thể báo quan bắt ta. Phượng cô nương, cô đừng tin hắn. Nếu như dùng cô để trao đổi, ta không đồng ý. Huynh không đồng ý, vậy còn kiếm thu, không cứu sao? Trụ tử, đừng cản ta, ta phải tới phủ Khai Phong. Xảy ra chuyện gì? Quách thập tam hắn mới là hung thủ. Lạ quá, sao không có ai hết? Bạch Ngũ Gia, ta đi tìm mọi ngóc ngách rồi không có ai hết. Đây là Bạch Ngũ Gia, ngươi kêu họ dựa vào miếng giải này mà tìm, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Bẩm đại nhân, tiệc đi thử hàng chương tới báo Quách thập tam dẫn cho con Bình Thường và Liễu Phượng đi rồi. Cẩn thận. Kiếm thu, Bạch Ngọc Đường, Triển đại nhân, thuốc giải trên người hắn. Kiếm thu, ah!
Kiếm Thu, đưa hắn về phủ Khai Phong. Quách Thập Tam, nhân chứng vật chứng có đủ, ngươi còn gì để nói không? Quách Thập Tam, Bình đại ca, Kiếm Thu, Kiếm Thu, Bạch Thiếu Hiệp, lúc nãy cho hắn uống thuốc giải rồi mà. Thứ ở trong bình đó là cái gì? Bộ thần ích khí hoàng. Ngươi đáng ghét. Bạch đại hiệp, Bạch thiếu hiệp, phải hỏi ra thuốc giải đã. Thuốc giải ở đâu? Nói, mau đưa thuốc giải. Kiếm Thu, Kiếm Thu, bắt hắn lại. Kiếm Thu, Kiếm Thu, Kiếm Thu. Đại nhân, Quách Thập Tam nhìn thấy cha con họ Đào đớn như vậy còn không mau giao thuốc giải ra, ngươi thật là quá độc ác. Không có thuốc giải, vốn dĩ không có thuốc giải. Quỳ xuống, ta lấy đâu ra thuốc giải đưa ngài? Nhốt vào đại lao. Không cần đâu. Quách Thập Tam đã uống thuốc độc tự tử. Ta sẽ ở dưới suối vàng chờ đợi các ngươi. Không, không, Bình đại ca, Kiếm Thu, đáng ghét. Khiêng ra ngoài. Cha, Kiếm Thu, cha, con đau quá, con không chịu nổi nữa rồi. Kiếm Thu, cố lên. Phượng cô nương, Bình đại ca, cô mau nghĩ cách làm cho bọn ta chết đi. Bạch đại hiệp, cậu hãy giết bọn ta đi, ta cầu xin cậu đi. Bạch đại hiệp, Kiếm Thu, Kiếm Thu, không được, không được giết họ. Sao lại không được? Quỳnh Nhẫn Tâm nhìn cha con họ đau đớn như vậy sao? Bạch thiếu hiệp, Kiếm Thu, Kiếm Thu, Bao đại nhân, xin đại nhân hãy để cha con họ chết. Liễu Phượng mạo phạm đại nhân, xin đại nhân tha thứ. Kiếm Thu, Kiếm Thu, Bình đại ca, Kiếm Thu, Bình đại ca,
Kim Thu, ta sẽ đi theo hai người. Phượng cô nương, đừng làm vậy. Xin các ngài cho ta tội nguyện. Họ tỉnh lại rồi. Kiếm Thu, họ khỏe lại rồi. Kiếm Thu, ngồi dậy đi. Phượng cô nương, không sao rồi. Bình đại ca, Kiếm Thu, dì Phượng. Hai người vẫn còn sống. Hai người không sao rồi. Công Tôn tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khải bẩm đại nhân, mọi người nghĩ rằng Trích Thủy Minh Châu là kịch độc. Khi đã trúng độc, không nghĩ tới chuyện lấy chính nó để giải độc. Theo học trò đoán, đặc tính của nó vừa gây tổn thương nhưng vừa cứu người. Tuy vào liều lượng sử dụng, Phượng cô nương muốn làm cho hai cha con họ chết, cho họ uống Trích Thủy Minh Châu, không ngờ đã cứu được họ. Đúng là tìm được đường sống trong cõi chết. Chúc mừng các vị. Thiện Chiêu, huynh phải chiếu cố cho Kiếm Thu, đừng để Kiếm Thu ở trong đại lao chịu cực khổ nhé. Ta sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Nếu không, cha ta và dì Phượng lại lo lắng. Không cần lo lắng, thời gian 1.5 năm trôi qua rất nhanh. Kiếm Thu, có chuyện gì nhớ bàn bạc với Triển đại nhân, đừng nóng nảy quá, nghe rõ chưa? Dì Phượng, sao giọng điệu của dì càng ngày càng giống mẹ con vậy? Kiếm Thu, tại sao con không được nói? Cha, con không hy vọng cha trở thành anh hùng hảo hán gì hết. Được, không nói nữa. Nhưng mà dù không phải là anh hùng hảo hán thì cũng được mỹ nhân yêu hết lòng hết dạ. Cha, cha, cha có thể chờ sau khi con ra tù mới cùng dì Phượng thành thân hay không? Cha, đừng tiễn nữa. Được. Kiếm Thu, con phải bảo trọng. Cha cũng bảo trọng. Cáo từ. Phải rồi, chúng ta nên lấy áo cưới ra phơi khô chứ. Sợ cái gì, chỉ có ta và nàng, người ngoài đâu có nghe thấy. Ai nói chứ? Cậu đã nghe thấy rồi.